Ai xuôi về phương Nam lắng nghe tiếng đàn bên sông, lặng nhìn đám lục bình trôi mấy hàng dừa nghiêng mình xuôi bóng chính dòng sông đổ biển đông. Hello mọi người, hôm nay mình lại ăn đồ chua, nhưng mà đồ chua hôm nay mình sẽ dằm trong ống trúc nha. Mình mới hái quả trời khế luôn nè, chúng ta sẽ ăn khế với me nha. Mình rửa mấy quả khế này trước. Đây mọi người ơi, đây là cây trúc nha. Ở chỗ mình thì cây tre của mình thì nó bị đặt ruột á mọi người, không có cái tre mà rỗng bên trong, cho nên mình dùng đỡ cây trúc. Bây giờ mình sẽ bỏ me vô nha. Mình bỏ me vô, me với khế trộn lộn nha mọi người. Cái này là khế chua nha, khế này thì không có ngọt đâu, nó chua dữ lắm. Mình tính làm chùm ruột á, mà chỗ mình dạo này chùm ruột không có trái. Khế này bự mọi người, nhét được nhiêu nhét ra mọi người. Cái này, cái ống này mình nhét được nhiêu nhét. Làm cái này nhớ như làm cơm lam bữa hổm á mọi người, nhớ không? Nhớ hồi xưa mình làm cơm lam á. Mình cho vô. Cái ống trúc thì nhỏ hơn cái ống tre chỗ mọi người. Đây, đây là chén muối ớt nè mọi người. Bây giờ mình cho muối ớt vào nha. Cái ống này nhỏ quá. Ống này cũng hơi nhỏ mọi người, chế thì miếng muối muối ớt mà. Ớt này mình bỏ cả chục trái ớt đây á. Đây mọi người ơi, bây giờ mọi người dằm với mình nha. Một chút không biết có lấy ra được nữa, tại vì cái ống này nó nhỏ hơn cái ống tre ở trên mấy cái miền Trung đồ ấy. Miền Trung thì có cái cây gì như cây tre, nhưng mà nó rỗng ruột ở bên trong, nó to lắm. Còn cái này cây trúc nên ở bên trong nó nhỏ. Chỗ mình thì không có tre mà rỗng ruột, cho nên mình làm tạm cây trúc nha. Mình cũng không biết là có lấy ra ăn được không nữa, nó kẹt trong đây luôn rồi, không lấy ra được mọi người ơi. Đây có được một miếng, mời mọi người ăn nha. Me này dầm nó ra hết cái bột rồi, còn cái hộp không à, nên cũng không có chua hung mọi người. Me mình dầm á, cái bột ở bên áo bên ngoài á, nó dính ra ngoài hết rồi, còn cái hộp không à. Nè, mời mọi người ăn nha. Được mọi người, không có chua, dằm kiểu này nó không có chua mọi người ơi. Em mọi người mời mọi người nha. Không chua mọi người, khế này là khế chua nha, mà không biết dằm nó có chua không. Mời mọi người nha, không biết mình dằm ra nó có bị chua không nữa. Cay quá, đâm cái chục trái ớt. Nó ê cái răng luôn mọi người, nó ê cái răng luôn á. Me nó thấm vô khế mọi người, đã me khế nó chua rồi mà me nó còn thấm thêm vô nữa, chúng ê cái răng luôn chứ. Này cái bột của me ra nè. Me thì mình thấy ăn được, biết sao cái bột chua ở ngoài nó rớt ở ngoài trơn, còn cái hộp không nên nó không chua lắm. Đây
nè mọi người. Mai này thì mình hái đợt Tết nha mọi người, ăn đâu có hết. Mỗi lần nó chín nhiều lắm nên ăn không có hết, hái bỏ tủ lạnh. Cay mọi người, dầm quá trời hôm nay nên nó cay, giờ lấy ra không được rồi, giờ lấy ra không được mọi người. Càng ăn nó càng thấm vị chua nè, mời mọi người ở nhà me chua quá. Miếng đậu thì thấy ngon, nhưng mà tới miếng thứ hai, thứ ba thì thấy nó kỳ kỳ mọi người ơi. Đúng là cái gì nó cũng ngon bằng đậu hết. Cay quá à. Này chén với ớt của mình nè. Ớt không nè. Có ai ăn chua giỏi không? Nó mắc kẹt trong đây luôn mọi người. Mình lấy ra hết được rồi. Bây giờ mình đổ ra chiều kia cho mọi người coi nha. Để mình lấy ra hết được mọi người. Nó kẹt sâu trong đây à. Bây giờ mình khều ra hết được rồi, cho nên mình sẽ chặt nó ra cho mọi người. Mình sẽ chặt đôi cái khúc tre. Cái ấm tre này ra. Mình sẽ chặt đôi nó ra. Xin lỗi mọi người nha, mình tự cầm á, cho nên mọi người thông cảm. Mình tự cầm quay và vừa chặt luôn cho nên nó hơi lắc. Sắp gớt mọi người ơi. Đợi mình chút xíu nha. Hết mọi người. Hết rồi, mình ăn nó muốn hết luôn hay chứ. Úi giời ơi. Đây mọi người. Làm đút dưới đít thì chị lấy quạt ra. Úi trời ơi. Bây giờ mình chặt ra rồi mình ăn vậy luôn nha. Chứ cái kiểu kia thì lấy ra khó khăn quá. Mè chấm với ớt mọi người ơi. Mình dầm á mọi người thì nó kiểu như là nó cay hơn. Dầm nó ra ớt cay hơn. Còn mình ăn kiểu này á thì nó đỡ cay hơn mọi người. Nè mời mọi người ăn với mình nha. Để mình nhìn. Nè mời mọi người ăn nha. Me chấm ớt. Cục me này to quá, nó lại cắn tới miếng ớt nên nó hơi cay. Cái này khá chua luôn mọi người. Thế thì có nước nó đỡ cay hơn nhưng mà nó chua quá, nhưng dù sao cũng đỡ hơn me. Mời mọi người ăn nha. Khế. Chấm nhiều muối mà mọi người. Mời mọi người miếng me coi. Nè mời mọi người. Chua mọi người ơi. Chua quá trời quá. Hết hàng rồi là quăng cái bao tử luôn á.
miếng đó mọi người. Muốn khế đi. Cho có nước nước. Mời mọi người. Cay quá. Ăn hết này sót cuộc chết luôn. Miếng này chua dữ nghe. Miếng này thấy là vậy chua dữ mọi người ơi. Ăn gần hết cái thao này me với khế giờ chua quá sốt ruột rồi, mình ăn hết nổi rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Mọi người thích video của mình thì nhớ ủng hộ mình một like và một sub nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.